Ukraine sụp đổ tại Abkhazia, lực lượng Kiev thất thủ. Theo kênh Samazi, tuyến phòng thủ của Kiev tại Abkhazia đang sụp đổ do lực lượng mệt mỏi và thiếu vũ khí. Mặc dù Mỹ đã tuyên bố sẽ cấp tốc gửi hỗ trợ quân sự, nhưng để thay đổi tình hình trong thời điểm căng thẳng như hiện nay là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Trong khi đó, người dân nga đang chuẩn bị cho lễ duyệt binh để ăn mừng chiến thắng. Hàng chục vũ khí NATO thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt đã được trưng bày tại quảng trường ở thủ đô Moscow. Các nguồn tin từ kênh ZVVN Kozy cho biết, lực lượng trung tâm Nga đã tiếp tục tiến công, giành quyền kiểm soát Novo topka và tiếp tục chiến dịch tại Novo Kalinovo, Semionovka và Khezamit. Nhà phân tích quân sự Ukraine công bố một bản đồ mới, thừa nhận sự thất bại hoàn toàn của lực lượng Kiev tại Abdiqa, với quân Nga tiến công mạnh mẽ và chiếm được nhiều địa điểm chiến lược. Theo thông tin từ kênh z lực lượng Kiev đã thất thủ tại Novo topka và họ đang rút lui từ soloviovo Kinh Suri Akmap cho biết, quân đội Ukraine đã rút lui gần như hoàn toàn khỏi thị trấn Ochezertino ở phía bắc Abdiqa, chỉ còn một vị trí duy nhất ở phía đông bắc, nhưng có nguy cơ sớm mất do quân đội Nga tiếp tục áp đảo. Trong khi đó, ở phía nam, quân đội Ukraine đã bắt đầu rút lui từ Soloviovo về phía tuyến phòng thủ phía tây, gây ra sự hở sườn tại Berdychi. Theo kênh Aiden, với sự thất thủ của Novo -Topka và Ochezertino, lực lượng Ukraine buộc phải rút lui khỏi tuyến phòng thủ thứ hai tại Berdychi.